đó cỡ 12 giờ mấy rồi, gần 1 giờ sáng. Cái bé nói mới kêu, mình làm công chuyện tắm rửa xong rồi mới cầm cái khăn với cái tã của bé mới nói à, ghẻ đâu, đi ra mẹ lau mình rồi hôm nay lên 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 lầu ngủ. Thì ẩm ẩm lên á, thì bé nó đái luôn. Mà nó hướng 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 hướng, tao mình biết rồi, thì mới la lên. Thì ba bé Kỳ lại mới hô hấp vô cái miệng đó. Ba nó bé Kỳ mới buông ra, nó là nó không có tiếp được cái hơi. Thì mình mới ẵm nó lại. Ẵm lên thì nó mở mắt nó nhìn. Nó mở mắt nó nhìn mà tội lắm, nhớ hoài cái ánh mắt nó. Nó nhìn mà nó nhìn cái thương lắm, xong cái nó hước lên một cái. Cái là nó đi luôn. Vậy thì mình khóc lên mà khóc lớn lắm, Kỳ khóc không mắc cỡ. Xin chào mọi người, lại là Duy đây. Và một lần nữa thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với Duy trong một video mới. Thì trong vlog ngày hôm nay sẽ là một nhân vật khách mời hết sức là quen thuộc trên blog của Duy Cơ Bắp trong những cái ngày tháng mà dịch như thế này nha mọi người. Đó chính là Mẫn ơi. Ơi mọi người, tôi nói chuyện mọi người nghe rõ không? Tôi nói chuyện như rapper vậy, nói chuyện mà không trượt một đường dây nào luôn mọi người. Như mọi người đọc tiêu đề thì Duy đoán là mọi người hãy biết được rằng đây là một vlog về Q&A review những bé bút đồ nhà mình. Nhưng mà mọi người có đặt một câu hỏi là tại sao trên tay mình chỉ có hai bé trong khi là mình có rất là nhiều bé bút đồ không mọi người? Cái vấn đề đó chính là đàn bút đồ nhà mình không có thương hai bọn mình bằng hai bà mẹ đằng sau camera. Để chứng minh cái câu nói á là những bé chó, những bé bút đồ thương hai bà mẹ hơn, thì mình sẽ cho mọi người xem một cái ví dụ sau đây. Vô vô nè, không biết là vô luôn. Vô đó, thấy chưa mọi người, thấy chưa, kỳ ra kỳ ra kỳ ra kỳ đó, cắn lộn cắn lộn đó, mọi người thấy chưa, dâm lên đây. Đó. Lên đây. Luôn qua đây. Thì hiện trường nó cũng đã im lặng và cũng đã an toàn một xíu để cho hai phóng viên của chúng tôi có thể tác nghiệp xong vlog ngày hôm nay. Nếu bạn là một nhân vật thân quen trên vlog của Bicoi Bắp á, thì bọn mình sẽ biết á, là trong những vlog trước là mình thường khoe là nhà mình nuôi một chục em bút đồ. Nhưng mà trong vlog này thì thật sự là chỉ có 9 em thôi. Thì lý do vì sao có 9 em thì tí nữa mình sẽ chia sẻ một cái câu chuyện mà mình nghĩ là nó là khá buồn. Mà bởi vì là câu chuyện nó buồn á mọi người, cho nên thì mình không có muốn chia sẻ ở đầu video, tại vì chia sẻ xong mất công rồi cái nó trùng nguyên cái video thì sẽ không hay, với lại tự nhiên dịch mà chia sẻ những cái câu chuyện mà nó buồn quá thì cũng không tốt. Cho nên thì chúng ta nên bắt đầu vào phần Q&A của 9 em còn lại cùng với lại tôi Mẫn Nghi và hai bà mẹ cùng với lại diễn viên chính, đó chính là bé nào, Diễm My 11X nha mọi người. Mình thật sự khi mà đặt câu hỏi lên Instagram story của mình đó thì mình rất là bất ngờ khi mà có rất là nhiều bạn đặt một câu hỏi rất là giống nhau. Thì mình sẽ để đây cho mọi người xem. Đây. Thì hầu như mọi người đều hỏi á, là mình làm sao để phân biệt được 10 em khi mà nó quá giống nhau. Đợi xíu. Tao không biết là tao quay xong vlog mày luôn rồi mày ơi. Tao không biết luôn á. Tao hiếp bệnh trắng. Một tiếng đồng hồ tao vẫn chưa ổn định được luôn. Quay bệnh trắng bị tao hiếp kìa. Ok. Okay. Lý do vì sao? Ảo coi kìa ảo. Vì nó không có cha mẹ trong cái đám này. Để đi. Còn mấy tội nghiệp
mọi người. Vậy nè, tôi xin trả lời lại câu hỏi. Có nghĩa là những bé này thì là nhà mình đã nhận nuôi từ nhỏ, cũng giống như là nhà mình đã mua hoặc là đã đẻ ra từ nhỏ, cho nên thì không bao giờ mà có trường hợp là nhà mình lộn. Mỗi bé là sẽ có mỗi màu lông khác nhau nè, rồi cái chất lông nó cũng khác nhau, rồi kiểu cái nết cũng khác nhau, mà kể cả cái phân nó ỉa ra mỗi lần thì nó cũng khác nhau đó mọi người. Và kể cả nghe cái tiếng chó sủa, nghe cái tiếng sủa là biết đứa nào của đứa nào luôn. Thí dụ đứa nào mà con trai sủa gâu gâu, còn con My, con Diễm My 11 tiếng sủa. Thì bây giờ thì mình sẽ liệt kê kể tên từng em, cũng giống như là đọc cái tính cách của từng em, để trước khi bắt đầu vào những câu hỏi sau thì mọi người hãy nắm rõ tính cách của từng nhân vật để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về kịch bản ngày hôm nay nha mọi người nha. Đầu tiên là bé này là tên Nu. Thì để cho hiểu rõ hơn thì hai bà mẹ sẽ nói tính cách cũng như là số tuổi của em nói nha mọi người. Hồi đầu bé Kỳ đặt tên Nu là tên của Nu Phước Thịnh đó, tên gọi nhà là Nu. Rồi bé Kỳ đặt. Nhưng mà là Nu U. Nay là Nu được 2 tuổi. Tính cách là rất là hiền nhưng mà quạo. Rồi, tiếp theo là bé Siro. Đây, sao nữa mẹ? Siro thì sao? Lê Nguyễn Siro ha. Sao nữa? Tính tình thì còn con nít. Chỉ có đầu quậy mà Siro rất là hiền. Siro hiền lắm. Tiếp theo là Siro đi con. Kem. Bé Kem một mắt. Lý do gì sao lại có một mắt, tí nữa kể cho mọi người nghe luôn. Tên nguyên nhân của nó là Hedigen. Rất là nhát. Nhưng mà chẳng hạn như lúc này là quạo nè. Lúc nào mà hãy đang mê gái á là tụi nó sẽ dễ cắn nhau. Cũng chính vì mê gái mà mới có câu một rồi. Mắt. Một mắt. Tí nữa kể sau. Đây. Léo đây là bé Phô Mai. Như thế nào? Họ nhỏ rất hiền. Bây giờ có thêm một cái tên nữa là bé Sói. Tí nữa kể luôn. Bây giờ kể sơ lược cho mọi người. Đó. Rồi sao nữa? Bé Đậu là em nước kế của Nu, là con của bé My luôn. Rồi. Nó là biểu thiện cho hai anh em Kỳ đó. Rồi. Hai anh em ruột. Kỳ thì cách nhau 6 tuổi, nó với Nu cách nhau 6 tháng. Rồi. Tính tình y chang hai anh em Kỳ luôn. Nhoi, bà này bà giữa bé Nhoi. Bé lùn, bé lùn, bé lùn, bé lùn, bé lùn. Bé lùn. Bé này nó lùn quá. Bé lùn là tên thiệt của em là Bella. Bé còn có một chị em song sinh tên là Nikki Bella, là sẽ để hình Nikki bên đây. Đó. Đó đó. Bé hình Nikki. Nó thích coi đồ giật Mỹ á. Đồ giật Mỹ cho nên nó lấy tên là hai chị em là Nikki Bella. Tên này là dài nhất bài đây nhưng mà không phải là mua. Nhưng mà em này bị tự kỷ nha. Tính tình. Đó đó, hay vậy đó. Tính tình. Nhưng mà nó rất dễ thương. Rất là biết nghe lời cực kỳ, nói cái gì. Nhưng mà chỉ nghe lời bà Thảo. Nhưng mà người lạ đụng vô là nó gừ vậy đó. Tên gì? Đô La Châm. Đô La Châm. Cái tại tên sao? Mà mỗi lần đi khám bác sĩ mà bác sĩ phải cười với cái tên của nó. Tính tình là chỉ mê ăn thôi cho nên mới hậu quả của cái bụng đó. Diễm My là đầu tiên được mua về, lúc mua về đi chưa vững. Chỉ biết uống sữa còn phải đút. Bây giờ nè, cho ba cái tính từ về con Diễm My. Ba tính từ về Diễm My. Xéo sắc. Xéo sắc. Rồi. Chảnh. Chăm tay người khác ngoài má ra, không bao giờ lắm và dám làm gì ai, nhưng mà vô tay má là coi nè, làm gì cho thấy nè. Sao ai làm gì con? Ta lên sửa cái giấy nè. Rồi thì qua tiếp câu hỏi thứ hai, bé Kỳ. Mời bé Kỳ đọc câu hỏi. Câu hỏi thứ hai là chó đẻ ra hai nhà nuôi một lần như vậy luôn. Đây, đây, đây. Ở cái đoạn này mọi người phải tập trung vào camera, tại vì nếu mọi người không tập trung thì tí nữa mọi người rất là rối. Nó giống như là ngày xưa mà mọi người đi học toán gì đó, mà cái phần công thức mọi người không nắm rõ là chút nữa mấy cái bài tập mọi người không làm được. Đây, nè, hình dung nè. Đáng ra là anh phải diễn sơ đồ. Đây, mọi người, hình dung nè. Con My là ngón chân cái đi. Nè, nhìn nha. Đoạn này hơi dơ chút. Không, cũng sạch mà. Nè, bây giờ mọi người tập trung lại. Mọi người ơi, tất cả những bạn đang xem vlog hãy tập trung vào cái đoạn này để có thể xem hết cái đoạn này, để thể hiểu được cái gia tộc đằng sau của cái gia tộc nhà bà Thảo. Thì đầu tiên là bà Thảo nhận nuôi hai con, là con My với lại con Ken. Mày thấy không, hai con này, con My với Ken là hai con này đi. Đó, con My với Ken. Sau đó thì con My bỏ ra 2 triệu để đi phối giống bên ngoài. Thì con My mới đẻ ra hai đứa là con ghẻ nè. Con ghẻ lớn hơn đi. Con ghẻ nè, con lùn. Đó, thấy không? Là My ghẻ lùn. Xong thì bà Thảo nhận nuôi thêm một con nữa, chính là con Chum. Thì con ghẻ nó quan hệ với lại con Ken. Nè, con ghẻ quan hệ với con Ken để ra một đứa nữa là con Phô Mai. Đây, con Phô Mai. Phô Mai nè, Phô Mai nè. Thì con Phô Mai này nó mới thôi đó quá, dẹp mẹ đi.
tôi khen giọng rồi nha. Thật sự mọi người hiểu chưa vậy? Đây, tôi lặp lại một lần nữa để cho mọi người hiểu rõ hơn nha mọi người. Đây, đầu tiên bà Thảo mới về mua con Mi về đây, con Mi để đây. Sau đó thì bà Thảo mới về mua thêm một đứa nữa là con Ken. Đây con Ken. Thì sau khi con Mi mà đi phối giống thì con Mi sinh ra hai đứa, đó chính là con ghẻ con lùn. Con ghẻ con hồng đi, con lùn nó bị lét nó màu xanh. Đó, coi như là những con chung về đây. Mua con chum về. Sau khi mua con chum về thì bà Thảo mới được người ta gửi để nuôi giùm thêm một con tôm là con bự nhất, con lớn nhất ở nằm đây. Con ghẻ nó đi phó giống với con Ken để nó sinh ra một con là con phô mai. Phô mai con này, đây. Con ngôi sao phương phô mai. Con phô mai là con này. Này con ghẻ lại nằm ở đây tiếp. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi, anh nói lại cái này nghe chưa? Rồi, đúng rồi. Mày nói cái lúc này nè, là lúc con ghẻ đẻ con phô mai là con Mi cũng đẻ luôn con Mi. Ừ, đúng rồi. Thì con Mi quan hệ thành con chum để đẻ ra một con nữa. Thì là con nu này là con nu đen nè, con nu đen nè, đỏ, con nu đen nè, đỏ, đây, bài đó. Con nu là con này. Thì con này là con của con Mi với lại con của con con chum. Con ghẻ nữa là con chum. Con nu nè, con nu này thì nó được sinh ra cùng lúc với lại con phô mai. Đúng. Hiểu không? Con nu con Mai là bằng tuổi nhưng xét về gia giới thì con phô mai lại là cháu ngoại của con Mi. Đây con Mi nằm đây. Đó con Mi nằm lên chút. Đây đó, đây là ba em đó, thấy chưa? Nè. Vậy chứ phô mai kêu chum bằng gì? Hả? Có phô mai kêu chum bằng gì? Đâu, để nó nói. Phô mai. Từ chết già. Con phô mai là con nào ta? Phô mai kêu chum bằng nhạo. Ơi, con khàn giọng rồi nè. Rồi thấm chưa? Ổn định chưa? Cái giọng tao khàn luôn rồi nha. Khi mà mỗi lần mình đặt câu hỏi kêu hôm nay về bản thân mình, mình quay lóc rất là ít câu hỏi mọi người. Nhưng mà khi mình đặt câu hỏi về các em thì rất là nhiều bạn. Bây giờ mọi người hiểu chưa? Mọi người hiểu cái gia phả chưa? Bây giờ mọi người còn thích lại không? Đây, thích lại một lần nữa kìa. Thôi, tao mệt. Đọc có ba kỳ, anh đi khàn giọng. Khi bắt đầu nuôi bé, gia đình anh có cấm đoán được không? Câu hỏi này thì thật sự là một câu hỏi rất là hay. Nhưng mà mình nghĩ là mọi người hỏi sai đối tượng rồi mọi người. Thì mình sẽ nói rõ thế này nha mọi người. Sorry nha, cái giọng mình lúc này hơi bị khàn rồi nha. Thì cái con Mi là đứa mà ẵm về đầu tiên. Thì lúc đó mọi người, mẹ tôi cũng rất là ghét chó. Ngày xưa mẹ tôi cực kỳ ghét luôn. Thì má Thảo sẽ giải thích rõ là mẹ tôi ghét thế nào cho mọi người. Vô nói chuyện giùm con khàn giọng nó gì hết nổi rồi. Rất là ghét con Mi. Sao? Mi đâu Mi? Mà ngày xưa Mi với Ken nó còn nhỏ xíu lắm. Gia đình đi đâu chơi á là Mi với Ken đều được đi. Đi tất cả. Đi Mi với Ken nè, đi chùa Bà Châu Đốc rồi nè. Đi Đà Lạt nhiều lần rồi nè. À, đi Cần Thơ nè, đi Vũng Tàu nè. Hồi lúc mà mới có hai đứa còn nhỏ thì cưng lắm. Ừ. Mà Mi thì nó có cái bệnh là nó chảnh từ hồi nhỏ. Kim kiến này ngồi kỳ. Có một lần lúc đó nó mới khoảng chừng 4 tháng à. Mới có 4 tháng thôi. Nuôi mà chảnh quá mới nói là ghét Mi nữa, mai mốt đem bán lại cho người ta, không có nuôi nữa. Khó khăn, khó nuôi. Mà nói xong câu đó là từ đó nó đi qua nhà má. Rồi thế là nó leo lên cái bậc thềm mà nó chưa lên được. Cái má thấy sao leo không được, ẵm vô nhà là từ đó tới nay mấy năm luôn. Nó ở bên này luôn là má bắt đầu thương nó. Mà chẳng những nó ở một mình mà bây giờ nó lôi nó con. Nó đẻ con, đẻ cháu, cháu ngoại, cháu cố là nó hết luôn. Con cái là giờ nó lôi qua đây hết. Ừ. Mà tới bây giờ này luôn. Hồi nhỏ thì ở nhà nó ngủ chung với ba bé Kỳ. Ba bé Kỳ cưng con này lắm. Bây giờ là nó ngủ chung với má từ 4 tháng tới bây giờ luôn. Hết nói chuyện nổi. 10 đứa con ruột thường ăn gì vậy? Mình vừa mới lôi một đống đồ ăn của tụi nó ra đây nha. Đây là món ăn chính của tụi nó. Bu lại kìa. Đây là cái gì mấy hộp? Pate bình thường 28.000 một hộp. Một lượt ăn mấy hộp? Một con ăn một hộp. Khoảng chừng 3 hộp vừa cho 5 đứa. 3 hộp 5 đứa. Mà trộn thêm cơm. Trộn thêm cơm. Cơm chừng muỗng. Một ít cơm. Là ba là cứ 5 đứa là hết 90.000 tiền đồ ăn cho mọi người. Nhưng mà bé Mi là ăn cái này nè. Đó. Đây bé Mi là ăn cái đó đó. Còn đây là pate của con Mi là phục hồi. Pate phục hồi. Nhưng mà nay không cho ăn nữa. 60.000 đâu vẫn ăn. 60.000 một hộp. Cho ăn cái nó kén ăn. Còn đây là gì đây? Thức ăn gì đó, gà rồi khác nhau. Đây là cái pate mà hôm bữa tôi đã quay story để cho mọi người xem, đó là mọi người biết được cái đợt khu Mi nó chảnh chó cỡ nào rồi. Pate này mà nó chơi cho mọi người một bịch 17.000 đúng không? Đó. Mi là do cái nè ăn là đút ăn, bây giờ quen tập. Đút đút hoài lên mọi người, giống như ngày xưa mà người ta nuôi con nít đó mọi người, không cho nằm giỏng á. 10 bịch là 500.000, 500 mấy thôi. Nằm giỏng khó ăn á mọi người hiểu không? Đây, còn đây là gì nè? 50 bịch giống như là 500 bịch. Là một bịch 50 mấy ngàn. 55.000 không, một bịch nó bán 65.000 là mua một bịch lớn. Còn đây là gì đây? Ai chứ xì kia đây. Để ăn để bơm thức ăn cho nó. Mọi người mọi người thấy chưa, là ở nhà mình nó là cưng các em nữ hơn, các em mấy đứa gái nó sẽ cưng hơn, còn con các con trai á là cứ cho nó ăn hàng, là cứ cho nó ăn cơm trộn là được rồi, còn các em gái á là sẽ cho ăn đồ cao cấp hơn là phô mai nè, rồi kiểu xúc xích
là cho các bé ăn. Nhưng mà uống sữa nữa, nhưng mà đồ ăn chính á, cái người mà ăn được những món này mà được ăn nhiều nhất thì vẫn là con My. Vẫn là con Diễm My 11 ít. Cái gì được ăn, năn nỉ nó ăn á. Quỳ lại nó ăn. Nãy giờ ai cũng bu, chỉ có một mình con My là không bu. Đúng rồi. Thôi, thông minh của ta. Để đây đi, để cho tụi nó bu lại cho đẹp. Chơi chị Vũ. Vũ bấm cho. Rồi. Đứa nào giống tính anh nhất, em nghĩ là con Phô Mai. Tại sao? Lúc mà đi ra đường nó rất là hiền. Người lạ rất là hiền và ở nhà rất là quậy. Không, không hề giống. Cái đứa mà giống tính mình nhất mà mình cảm giác đúng với nhau chính là con My. Tại vì sao? Cái khó ăn. Khi mà mọi người xem những vlog trước á thì mọi người biết á. Bậy nữa, khó ăn là do bà Thảo rút đầu tiên. Hôm bữa đăng lên story vừa mà con My chảnh chó khó ăn đó mọi người. Đã có một bạn nhắn tin riêng cho Duyên nói là con My này chắc chắn là bà Thảo rút luôn. Tại vì rút đầu tiên rất là khó ăn. Muốn biết lý do gì sao thì mọi người hãy bấm vào vlog ăn đồ nướng nha mọi người. Thì mọi người sẽ biết được lý do vì sao mà lại nói là bà Thảo rút con My trước. Đúng rồi, giống đấy nhất, phái ra đường. Khoái ra đường. Đeo mẹ nhất nữa mọi người tin từ ngày xưa đến giờ tôi mà sai mẹ tôi cỡ một tuần tôi khóc lên bờ xuống ruộng. Nghe gì? Gì? Nghe không? Bữa dịch á, năn nỉ mẹ vậy nè. Bác Kỳ biết anh Viên năn nỉ má sao? Má em á, mẹ nhớ vào một cái giá mẹ đừng đi cách ly nha mẹ. Mẹ mà đi mà con bị cách ly ở nhà con khóc luôn á mẹ. Đồ mẹ cũng chuẩn bị đồ ăn đồ uống, nhà cũng có bác Thảo kia. Không được, mẹ mà đi là con nhà con khóc luôn á, nó thiệt mẹ tiếc thôi mẹ đừng có đi. Là bữa má định đi qua nhà bác Năm để má Năm để ăn sinh nhật á, mà anh Biên ngồi năn nỉ cả buổi trời ba mẹ đừng đi. Để cho mọi người gọi là cho mọi người hiểu rõ hơn là cái tật con My nó khó ăn cỡ nào thì kể dù cuốn chi với bác Thảo, dù cuốn chi mà nó vứt xỉu qua chuồng gà á. Mùa dịch năm ngoái á, nói chung á dịch mà nên phải cho mấy con chó phải về Củ Chi. Đi taxi, chở về Củ Chi tất cả mà Thảo hỏi mẹ là có để với My ở đây hay không. Thì mẹ nói là trời ơi, nói chung dịch trước đó cũng bưng đi làm á, lỡ ai coi nó. Thôi dở em về đó đi, rồi mấy bữa rồi mẹ về mẹ thăm. Thì mẹ cũng vô chừng ba bữa là mẹ đi thăm rồi. Nhưng mà bữa đó thì hơi bị trễ nên chưa kịp thăm. Là ở dưới Củ Chi má Thảo điện thoại. Trời, bắt đầu cháu phải chụp hình cho mẹ coi là ông My đang chìm nước biển. Đang vô nước biển. Mẹ hỏi bé bị gì? Cái nó là bây giờ nó xỉu, tự nhiên xỉu ngang. Mà xỉu giờ không biết sao. Trời ơi, sốt gió là mẹ tóc chạy lên liền. Là y như đặng đi không nổi luôn. Đi không nổi thì hỏi bác sĩ nói rằng nó không ăn cái gì trong bụng hết. Nó tiệt thật. Nó tiệt thật, nó không ăn, nó nổi mà nó đi không nổi. Bắt nó xỉu luôn. Nó không mẹ rồi, gặp mẹ rồi là mẹ chở nó về là ăn khí thế luôn. Là khỏe liền. Chỉ có mẹ mình đút và đút đúng món rồi mới ăn cái cỡ mà cho nó ở chung mấy đứa này thì nó không ăn. Rồi thấy chưa, nó chảnh cỡ đó đó mọi người, chảnh chó cỡ đó đó. Không ăn nó xỉu. Ừ, nó thà nhịn đói luôn mọi người, nó xỉu chứ nó không ăn. Bởi vậy mẹ mình phải từ ở thành phố lên Củ Chi rước nó về rồi dẫn đi bệnh viện. Quay thử coi khoan ngưng, coi có một hồi có My luôn. Đây. Đây mọi người thấy không? My xuống đây lúc ăn My ơi. Biên quay thử cái Biên. 8 đứa túm lại đợi để ăn nhưng không có con My. Chỉ duy nhất một mình con My là không vô, con My không thèm vô. Quay qua con My kìa. Con My vẫn ngồi ở đây nha mọi người. Mọi người thử coi con My nó ăn xúc xích với hạt đúc không nha mọi người. Nè nè nè. Đó, thấy không? Đó, gần lại, Thảo lại gần lại. Đó, phun ra. Mất dài không? Thấy mắt dài không? Đó, mà anh đúc ai không cho. Tao đúc qua không ai cho. Nãy giờ tôi chỉnh cái nhiệt độ máy lạnh của tôi, cái phòng tôi như bắt cực thì mọi người rất lạnh biết nổi mà. Nó lạnh mức độ mà tay tôi nó nổi dướng luôn mọi người. Tay nổi nè. Nổi dữ khắp người mà mũi tôi nó nghẹt mà giọng tôi nó khàn luôn mọi người. Rồi thì bây giờ mình sẽ kể những cái câu chuyện mà mình ấn tượng nhất về các em. Ví dụ như là đầu tiên là con đậu đi. Con đậu. Hôm đó là 1/30/1/5. Là lúc 1 giờ mấy đêm qua ngày 1 tháng 5 đó. Thì má Thảo mới chở con Kỳ đi chơi về. Là 1 giờ mấy. Con đậu nó nghe tiếng xe mà nó leo lên ghế salon, xong nó leo lên thành ghế, nó lên cửa sổ là bình thường nó chỉ đứng trong nó chờ qua cửa sổ nó nhìn thôi. Bữa đó nó mừng mà sao mà nó nhảy từ cái trên cửa sổ nó xuống đất mà nghe nó la một gái mà hết hồn chạy vô là thấy nó nằm sải lai mà nó run, cầm vô là biết hai cái chân có vấn đề, một bên bị lội ra luôn. Cái chỗ này là một cái khớp chân của người nó bị nó giống như là cái quần chỏ mình đó, trật ra luôn á. 5 tháng thì nửa đêm bác sĩ bệnh viện không làm, bác sĩ quen không làm, bác sĩ về quê hết. Thì chú Cương phải lấy nẹp nó lại, lấy băng keo quấn đỡ hai cái chân nó ẩm lên là phòng ngủ mà phải ôm trên tay nha. Thì điện thoại hỏi thăm thì bác sĩ nói là phải ẩm em lên đối diện bệnh viện 175, cái chỗ mà chụp hình người ta đó, chụp kết quang thì phát hiện em bị gãy luôn hai chân. Mà có một chân hai em tay. Gãy luôn hai tay. Hai tay nè. Mà có một bên nữa là em gãy hai khúc.
Và mọi người biết không, cái cảnh á mà buổi tối lễ mà nó nhảy xuống mà nó gãy hai cái tay, mà phải đợi đến gần 24 tiếng sau thì nó mới được bó bột. Trời ơi, mà nó nằm nó cứ rơi nó lên cả đêm luôn á. Đây, thế còn bé Ken. Câu chuyện buồn. Thảo kể đi. Đây, bé Ken. Lúc lên. Đó bé Ken theo gái nhà này có một em lên giống thì bé Ken chạy theo gái, ở nhà có nuôi một em là Lai Hết Ghi nữa. Hai bé giành nhau một gái thì bé Ken bị bé kia cắn một cái mà không có nghe la, không có làm dữ gì, nó chỉ cắn sơ một cái thôi. Không phát hiện, nửa tiếng sau Ken lại Ken thiều ba cương, ba của bé Kỳ. Nó thiều chân nó mét thì nhìn xuống con mắt của Ken chảy máu. Lúc đó là 11 giờ rưỡi đêm, ba nó nhìn xuống thấy hết hồn la lên, là bé Kỳ khóc trước tiên. Bác sĩ sẽ cố gắng giữ lại mắt, nhưng mà sau một đêm không được, nó bị dập nhãn cầu. Có nghĩa là nghe nè, mọi người biết không, là cái dụ ở trong khóc mắt đi, nó sẽ có một cái, nó giống như cái chén gì đó mọi người, thì có cái con mắt ở trong đây thì nó bị bể cái chén nó ra, hiểu không, thì nó không còn chỗ để nó giữ con mắt đó, và con mắt hình như là muốn rớt ra ngoài. Đúng, lúc mà cắn á là con mắt nó gần con cái con mắt của con bé Ken nó gần rớt ra ngoài, thì cái chén ở trong đó mọi người nó muốn bể luôn. Ôi mà lúc mà ẩm nó về cho mọi người là con mắt của nó khâu lại luôn mọi người, nó có một mắt. Tiếp theo là một câu, thì câu mình nghĩ là cái câu này á là mình phải rủ má Thảo xuống để hãy ngồi nói chuyện với mọi người cho rõ hơn, chứ mình với lại bé Kỳ thì cũng không có đủ trình để mà trả lời được những câu hỏi này nha. Anh nuôi nhiều như vậy, một bé bệnh thì cái bé còn lại có bị lây không? Có. Có nguy cơ. Có nguy cơ, ví dụ như bệnh gì? Có nguy cơ. Chẳng hạn như là cái chuyện gần đây nhất á, đây là đúng 3 tháng luôn. Mi á là đã nổi tiếng kén ăn rồi. Tự nhiên cái đợt đó Mi nó kén ăn, mà nó kén ăn trầm trọng, mà nó ốm thấy rõ luôn. Bé ghẻ cũng vậy luôn. Mà bé ghẻ thì không có tới nỗi kén ăn. Mà bé ghẻ cái đợt đó bé ghẻ sốt mà bé ghẻ nằm mê man, mà thấy thương lắm, sốt mà sốt run sốt lạnh mà thấy thảm lắm. Thì cả hai bé đều bị nhiễm ký sinh trùng máu. Bác sĩ nói một câu mà mình phải khóc tại đó luôn. Là bác sĩ nói là bây giờ em sẽ cố gắng, nhưng mà em nói trước với chị, trong hai đứa đó thì con bé ghẻ này á, là nguy cơ của nó là sống được là rất khó. Chị nên nhớ là rất khó, bởi vì ở đây em điều trị rồi, những cái bé mà nhiễm ký sinh trùng máu này á là ít có con nào qua được, thì tội nghiệp bé ghẻ lắm. Thì về cũng nói với nó như nói với con vậy, là con phải ráng lên. Bây giờ bệnh của con á là con phải ráng. Ôi. Mẹ ơi, vô đây liền đi. Những đợt trước Mi mà nó biếng ăn hay là những con này có cái gì mà phải truyền dịch á, thì người ta chỉ truyền có 15-20 phút. Bé ghẻ truyền dịch, truyền đạm một ngày là 1 tiếng rưỡi. Tới nỗi mà bé không có sức để mà, lúc người ta cái kim truyền vô là bé không có sức để mà giật cái kim luôn. Mà rất tội nghiệp là khi mà mình nói chuyện với nó là nó rớt nước mắt nha mọi người. Rồi cuối cùng thì bé ghẻ truyền được 5 ngày là bắt đầu bé ghẻ vừa qua bé ghẻ hết sốt. Và bác sĩ mới nói là em chưa thấy con chó nào mà nó có cái kêu bằng là nó có động lực sống mạnh mẽ như con này. Trong mấy ngày đó về á là bé ghẻ nằm trên tay không, là nói chuyện dặn thì mình nói nó y như nói với con mình á, tại vì tuổi này mà mình nuôi rồi á là sẽ biết. Sau đó nó là nó điều trị được đúng 2 tháng. Thật ra cái tiền mà điều trị với lại tiền thức ăn cho bé Mi với bé ghẻ đó là nó tốn là hơn giá trị của 2 con chó, tốn hơn, nhưng mà mừng lắm, cứ nghĩ là con vượt qua được. Tại vì về bé Mi lên được nửa ký mà bé ghẻ là đặc biệt lên 1 ký. Sau điều trị 1 tháng rưỡi, bác sĩ mới nói là chị, con ghẻ của chị nó từ cõi chết trở về, cho nên là cứ nghĩ là giành được con rồi từ tay tử thần. Thì 2 tháng, bữa nay 9 tháng 6, trước đó 3 ngày. Nói chung là trong 2 tháng thì bé Mi đã ngưng điều trị rồi. Bé Mi khỏe rồi. Đã ngưng điều trị rồi, bé Mi điều trị ra đúng 5 tuần. Thì tối đó vẫn thấy em về thì cũng ẩm trên tay nâng niu, xong rồi nó cứ bỏ trên võng nằm như em bé vậy đó, nó nằm trên võng. Thì xong lúc trên võng bỏ xuống, cái bỏ nó xuống thì bình thường là nó sẽ bu lại đằng này, nó lủi với gầm cầu thang nó nằm. Cầu thang nó nằm thì lúc đó cỡ 12 giờ mấy rồi, gần 1 giờ sáng. Cái bé nói mới kêu mình
làm công chuyện tắm rửa xong rồi mới cầm cái khăn với cái tã của bé mới nói à ghẻ đâu đi ra mẹ lau mình rồi hôm nay lên lầu ngủ. Thì ẩm lên á thì bé nó đái luôn mà nó hướng đâu mình biết rồi thì mới la lên. Thì ba bé Kỳ lại mới hô hấp vô cái miệng đó hô hấp vô miệng đó thì thấy ba nó bé Kỳ mới buông ra nói là nó không có tiếp được cái hơi thì mình mới ẩm nó lại ẩm lên thì nó mở mắt nó nhìn mà tội lắm nhớ hoài cái ánh mắt đó nó nhìn cái thương nó xong cái nó hước lên một cái là nó đi luôn. Vậy thì mình khóc lên mà khóc lớn lắm kìa, khóc không có mắc cỡ khóc tới nỗi mà nửa đêm mà khóc mà bên nhà thằng Bin mà nghe luôn á mẹ thằng Bin với thằng Bin không biết chuyện gì lập tức chạy qua thì nói là mình không có nói được mà ba bé Kỳ mới nói là ghẻ chết. Thì thằng Bin nó chạy vô nó nói nó Thảo nó còn nhìn thì lúc đó nó còn mở mắt mà con mắt nó không cái gì như, người. Như cái người chết mà nó nhìn thằng Bin mới đờ Bin mới nói nó Thảo nó còn nóng mà nó còn bình thường thì Bin mới đợt nó là giờ đưa đi bệnh viện mà lúc đó là gần một giờ sáng đúng 12:45 mà lúc chỉ thị 15 đó nha là mới nói là không có đâu mà Thảo biết nó chết rồi. Thì cuối cùng mà Bin nó nói như vậy mà mới thấy là thôi nha không có tới nổi thì nữa làm gì đó nó thôi đi má Thảo em nó ở với mình á là từ hồi nó đẻ ra nó một kiếp này luôn à nó ở với mình tính ra nó sướng lắm ai cũng cưng nó hết á mà nguyên một kiếp này mà nó là hiền nhất ngoan nhất rồi Bin nó lại nó rờ cái nha nó rờ bé ghẻ nó nói kiếp này con hiền, em hiền nhất em ngoan nhất thì á thế nào em hết kiếp này thì em sẽ là một em bé. Cái mình mới nói ừ đúng rồi thôi bây giờ con ha thì mình nghĩ là nó là một chúng sinh mà nó là chúng sinh hữu tình mà nó cũng có suy nghĩ có nó biết đó nè mà không biết mọi người có tin không nha. Thằng Bin nói giọt nước mắt nó rớt thì cố gắng là vuốt mắt má qua vuốt mắt đồ kêu con nhắm mắt lại đi này nọ đó thì con mắt nó hiếp từ từ nó không có nhắm sát lại được nhưng mà nó hiếp lại rồi cũng dặn ừ con ngoan thì con nhớ đi qua kiếp sau thì con sẽ là một em bé con nhớ cha thì cũng nói vậy. Thì cuối cùng là bé mất là ngày 29 tháng 6 này là gần vậy nè mọi người có nghĩa là khi mà mất cái là cái tật của mình đó là mình không có muốn cái chuyện mà một câu chuyện nó xảy ra mình không có muốn nhìn theo hướng nó tiêu cực mày hiểu không tại vì cơ bản nó không có còn cách khác để có thể giải quyết để có một cái kết quả tốt hơn tại vì là khi mà mình qua xong rồi cái mình thấy bé nha là miệng mở xong rồi lòi răng ra luôn đó là thấy răng thấy miệng đàng hoàng xong rồi mắt vẫn còn kiểu như là mở hơn nửa con á thì mình mới nghĩ là nó còn sống mà hiểu không xong rồi mình cứ gọi hết mình gì là mình đi kia thì người ta cứ nói là bây giờ là phải chở lên mới biết được tại vì người ta không có thể biết từ xa được là còn hay không xong thì cái mình mới hỏi người ta là ủa chơi bây giờ em thấy mắt nó mở ra mà miệng nó còn hả ra vậy nó còn sống hay không chị cái người ta mới nói câu là không em hầu như á là chó mất á là người ta thường là không có nhắm mắt chó mắt là không có nhắm mắt với lại kiểu miệng nó không có ngậm lại nó không có giống như con người kiểu gì đó cho dù vuốt thì nó vẫn mở mắt sau đó thì mình mới suy nghĩ không tại vì giờ đã buồn rồi tự nhiên má Thảo ngồi khóc blue ra mẹ mình cũng ngồi khóc xong rồi ôm mấy ghẻ ngồi khóc thì tự nhiên cái mình cảm thấy rất là buồn tự nhiên mọi người nghe cái nó bị xót chứ nó cũng xót xong rồi nhưng mà tôi suy nghĩ một cách tích cực hơn là mấy ghẻ nó sinh ra trên tay mẹ đúng không sinh ra ở nhà má Thảo trên không, tay trên bác nhà. Sĩ bác sĩ mổ nguy mà má đưa đi thôi mày mẹ là người ẵm con ghẻ đầu tiên thì khi mà mất á thì con ghẻ lại mất trên tay má Thảo xong á thì kiểu trước khi mất ở nhà là còn được đi Phú Mỹ Hưng chơi cách đây một tiếng trước là còn được đi Phú Mỹ Hưng chơi còn được mặc đồ đẹp khi cái là bình thường mọi người cái là trước đây là kiểu chó này nè là ít khi mặc đồ lắm tại vì quá nhiều con cái lại mặc bộ đồ nhìn bị dơ kiểu chó nhà tôi mặc bộ đồ vô nhìn nó bết bết mọi người nhìn nó không có đẹp như thà nó cởi ra luôn nhưng mà tự nhiên bữa đó kiểu là cho bé ghẻ mặc một cái áo rất là đẹp xong kiểu tắm rửa sạch sẽ thơm tho tại vì da mịn màng đẹp lắm dễ thương lắm đẹp gái lắm mắt lanh lắm thì kiểu như là bé ra đi một cái cách mà kiểu nó rất là nhẹ nhàng kiểu mà nó chỉ hước lên một hai hơi sau đó thì nó nhắm mắt đi luôn giống như là nó ngủ vậy đó mọi người kiểu là chết cái gì mình nghĩ tới cái hướng đó thì mình cảm thấy cái việc này á nó không còn quá gọi là quá nặng nề nữa mặc dù nó là một câu chuyện rất là buồn nhưng mà mình cứ nghĩ là cái hình như là đọc ở đâu đó đó thì cái kiếp mà chó là cái kiếp đầu thai cuối cùng rồi thì trời biết đâu bữa giờ mi khóc hả thì biết đâu bữa giờ đã ba là 3 tuần rồi 10 thì biết đâu bây giờ là kiểu bây giờ là đang ở dưới chắc dịch Covid
cho nên là kiểu làm mấy hồ sơ hơi lâu, chưa đầu thai, cho nên chắc là bé còn đứng đợi ở dưới để mà xếp hàng đầu thai, tại vì cũng phải cách 2 mét ở dưới mà, người hiểu không, cho nên thì chắc là để là một thời gian sắp tới thì biết đâu là bé sẽ vô một cái gọi là biến trở thành một đứa bé, tại vì nó tính nó hiền, nó dễ thương dữ lắm, mọi người bé dễ thương lắm, thì mình cứ nghĩ theo cái kiểu như vậy thì mình nó sẽ nó không đẹp như bên kia, đỡ hơn rất là nhiều. À, khi mà bé ghẻ mất ở nhà thì là ngoài cái việc là nó tắm rửa sạch sẽ, nó được đi chơi, được ăn ngon, được mặc đồ đẹp, thì là bé còn được đem theo một cái khăn. Thì là đây là cái hình mặt, mọi người thấy cái khăn mà quấn em không? Đó là cái khăn của mẹ mình. Đó là trước khi đặt khăn choàng của mẹ mình. Thì mẹ mình cái thời gian mà khi mà bé ghẻ bình phục lại sau khi mà nó bị ghẻ đó, thì mẹ mình hay lót để cho nó ngủ trên ghế sofa vậy nè mọi người. Thì nó cứ đúng cái khăn đó chảy ra chỗ nào thì nó sẽ ngủ chỗ đó. Thì khi mà nó mất á, thì mẹ mình quấn luôn cái khăn đó để quấn cho em, là cho nó thêm một cái món đồ chơi gì nữa. Nói chung là rất là dễ thương. Bắt đầu bắt đầu mới là đưa vô lò thiêu, thì khi mà đi thiêu á là người ta cũng vệ sinh sạch sẽ lắm nha. Là người ta bỏ trong một cái hộp. Mát lắm. Người ta em bỏ. Đi á. Rồi sao? Diễn tả cái lúc đó là sao, cái hộp đó là sao? Cái hộp đẹp cái, lắm. Cái hộp như thế nào? Cái hộp như căn nhà vậy. Như căn nhà mà bằng giấy nha, xong rồi kiểu để bông xung quanh. Rồi được. Nói chung là chịu khó bỏ tiền ra, cái dịch vụ của nó rất là tốt. Ừ, vậy đó mọi người, nhưng mà nhìn nó ấm áp lắm kìa, nhìn nó giống như là một cái giấc ngủ vậy đó. Nó được. Có một cái kêu bằng là gọi là cái bùa may mắn, cái bùa bình an để mà cho em mang theo qua kiếp sau. Rồi dẫn đưa khai sanh của em, để cho em khai sanh, dẫn cho đem theo là để thông chốt dễ hơn. Đó, không á là dẫn đem theo cái gì riêng của nó là dẫn đưa cho nó hết. Ừ. Đó, rồi đi xuống dưới mà thấy người ta làm mình ấm lòng lắm. Người, dù là nó đã sạch nhưng mà đi xuống nơi người ta vệ sinh lại hết. Mắt mũi miệng, nhưng mà có một cái đau lòng là tự nhiên sáng hôm sau mắt nó mở trừng trừng trở lại. Không phải là gì, lúc mà chết là cái cơ nó bị co lại gì? Thì mắt không khóc mở. Quá trời khóc, lúc mà mở cái thùng ra khóc quá trời. Kỳ nó mẹ đừng khóc nữa, cái cơ nó vậy thôi á. Mà bé Kỳ là chứng kiến, còn mắt Thảo là khóc không, mắt Thảo không có thấy cái cảnh đó. Trời ơi, mẹ Kim đứng quay, em đã cầm thổi rất là mỏi tay mà mẹ cầm em. Rồi sao lúc kìa mảnh này kìa mảnh sao? Em lúc mà bỏ vô cái hộp là không có sợ. Nhưng mà lúc tự nhiên cái kêu xuống dưới thiêu, em tưởng nó là để vô, thì tự đóng lại mẹ đưa em vô, cái tự nhiên cái mở cửa mà bật lửa lên, cái em thấy em sợ em chạy trước, cái không, xong không. Em về em ám ảnh luôn. Xong rồi cái khi mà thiêu xong mọi người là phải rải cho em ra bờ sông đàng hoàng. Nói chung mới là làm thủ tục giống như con người đó mọi người. Mình nghĩ là tại vì bây giờ là do chiến dịch cho nên thì em hơi lâu một xíu, tại vì do kiểu làm hồ sơ giấy tờ hơi lâu, thì chắc là tầm khoảng thời gian sắp tới thì chắc là bé ghẻ sẽ là trở thành một em bé rồi, tại vì nó rất là hiền dễ thương dữ lắm. Rồi thì chắc là lẽ là video đã đủ dài rồi, cho nên thì chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì thật sự là trong cái thời điểm mà dịch như thế này thì mình rất là muốn làm những video mà chia sẻ, đặc biệt là về gia đình, về kiểu như là gọi lại ra những cái niềm vui mà mình có thể tự tạo ở nhà. Cũng giống như là thông qua vlog này là mình muốn gửi lời đến những bạn mà nuôi thú cưng, đặc biệt là mấy poodle, thì mọi người hãy nên cẩn thận trước với những cái biểu hiện như là biếng ăn nè. Biếng ăn mà kiểu biếng ăn ly bì, biếng ăn 1-2 ngày thì ok không sao, mà kiểu biếng ăn ly, ví dụ thà ngay từ nhỏ là nó biếng ăn từ nhỏ luôn, cỡ mi thì ok không sao, nhưng mà tự nhiên nó đang ăn bình thường mà tự nhiên đùng một lúc nó biếng ăn nè, hay là kiểu nó sốt, hay là kiểu nó cứ chui vô một góc, thì mọi người phải nên cẩn thận để gọi là phải thà biết trước để có thể có tinh thần chuẩn bị thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Rồi thì không biết chút gì hơn là chúc mọi người trong mùa dịch này thì hãy nhớ giữ sức khỏe thật tốt và đừng ra ngoài đường nha mọi người, tại vì bây giờ rất là ghê rồi. Và một lần nữa thì anti dương tính, anti 1 2 3 nha, 1 2 3 anti dương tính, anti dương tính. Ok, bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sắp tới. Bye bye, bye, bye.